Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc Motorola Milestone, phiên bản GSM của chiếc Motorola Droid. Máy tính sử dụng Google Android đến từ Motorola. Những chiếc rất là đầu tiên ở Việt Nam. Mình sẽ mở hộp ra xem ở trong hộp có cái gì. Có cái máy mỏng manh, cầm rất là vừa tay. Xem. Dưới máy là phụ kiện thì gồm có cuốn sách, đĩa, tai nghe, nhìn có vẻ đẹp nhưng mà Motorola thì thường bỏ trong hộp mình cái tai nghe, nghe không được hay cho lắm, không biết tai nghe nhìn chất lượng như thế nào. Cục sạc 3 chấu chắc là không dùng được ở Việt Nam, và cáp micro USB. Trong đây có cục pin nữa nhưng không biết là cục pin đi kèm thêm một cục hay là hai. Đây là viên pin đi kèm theo máy, là viên pin có dung lượng 1420 1390 gì đó mAh, tức là dung lượng không cao lắm so với những cái smartphone khác, nhưng mà cũng là khá so với trong dòng Android. Ví dụ như cái G1 thì chỉ có 1000. Không biết vì sao nhưng mà trượt lên thì cảm thấy hơi khó trượt một chút xíu. Mình chỉ mới thử thôi mà mình thấy là bàn phím hơi dẹp, có vẻ hơi khó nhấn xíu, có lẽ là sau một thời gian sử dụng sẽ quen hơn. Cái này mình cảm thấy là phần nhấn số sẽ dễ chịu hơn là N900, tại vì cái khoảng không giữa hàng số này với lại màn hình này nó nhiều hơn là N900. N900 thì nó hơi bị xích như vậy, nhân số hơi khó. Bên hông máy là micro USB, ở trên là cổng 3, đây là nút mở nguồn dọc 3.5 ly. Này chắc là nút volume lên xuống. Đây là nút chụp hình, đằng sau là camera 5 chấm. Trong máy thì đi kèm theo thẻ 8GB micro SD HC. Okay. Mình xíu nữa mình sẽ bỏ pin, bỏ sim vô và thử chiếc máy. Xin cảm ơn các bạn.